kính Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở nhà ngoại của Khương Dừa. Hôm nay Khương Dừa vừa quay đột xuất tại vì có một chuyện buồn, đó là cậu hai của Khương Dừa đã mất. Cậu hai của Khương Dừa cũng lớn tuổi rồi, thì cậu hai bị bệnh mà tuổi già nên cậu hai đã không qua khỏi. Nói chung là chuyện người mất thì cũng buồn, nhưng mà sinh lão bệnh tử của diễn giả nên gia đình cũng chuẩn bị tâm lý rồi, Khương Dừa cũng chuẩn bị tâm lý nên Khương Dừa mới viếng cậu hai xong. Nhưng mà có lẽ Khương Dừa nghĩ buồn nhất có lẽ là ngoại Khương Dừa, tại ngoại Khương Dừa cũng lớn rồi mà phải chứng kiến cái cảnh mà kẻ đầu bạc mà tiễn người đầu xanh vậy. Bây giờ Khương Dừa vô thăm ngoại Khương Dừa. Ngoại làm gì nữa vậy hả, lụm gì hoài vậy? Dục để cô Út làm, để cô Út làm. Sáng giờ ra con hai chưa? Chưa. Ra ngoài sợ xỉu hả? Hả? Em đang nước từ vậy. Ngoại làm gì đây? Không vô nhà nắng. Ngoại của Khương Dừa đã 95 tuổi quý diễn giả, còn cậu hai của Khương Dừa thì 72 tuổi. Ngoại của Khương Dừa thì có 8 người con, nhưng mà có 3 người con trai, nhưng mà cậu tư của Khương Dừa cũng mất hồi cách đây 3 năm rồi, lúc 60 tuổi. Hôm nay là cậu hai của Khương Dừa mất. Hôm nay cậu hai Khương Dừa 72 tuổi. Nói chung là cũng bệnh, nhà cũng cố gắng để chữa chạy, nhưng mà chắc cũng phần số của cậu thì sống với con cái với lại cha mẹ được như đó thôi, thì cậu cũng mất. Nói chung là ai cũng buồn hết, nhưng mà con trai và con mà mình hiểu. Dạ, nhưng mà cũng mọi người cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nói chung cũng rất là buồn, mà đau nhất là cảnh mà Khương Dừa vô giếng cậu hai, thấy cậu hai để tay ngoại á. Nói chung là người khi mà người con mất á thì để cái tang á đầu hàng á mà. Bây giờ vô không ạ? Mà ngoại Khương Dừa biết đi vô nhà đi, đứng như nắng đi vòng vòng ngoài. Ngoại Khương Dừa biết cậu hai mất thì một con cháu không cho ra, sợ con thấy người xỉu. Xong mà ngoại cũng có ra, nhưng mà ngoại ra một xíu ngoại cũng chịu không nổi, ngoại đi về. Quý vị khán giả có biết vì sao mà Khương Dừa hay về thăm ngoại, mà Khương Dừa hay quay vào ngoại không? Tại vì ở quê Khương Dừa ngoại thì con cháu đông lắm, con cháu ngoại, cháu nội, rồi cháu cụ, cháu cố, cháu chắc rất là đông. Nhưng mà tại vì là ở quê mà cũng có nhà khá, nhà nghèo, thì con cái con cháu cũng đi làm lung tung mà đó, nên lâu lâu mới về thăm ngoại được. Nên Khương Dừa thì Khương Dừa có điều kiện Khương Dừa về thăm ngoại thường xuyên, nên Khương Dừa quay clip lại để nói chuyện với ngoại, cho con cháu đi làm ăn xa thấy ngoại, xong rồi thấy ngoại khỏe mọi người cũng mừng. Mày ngoài đây đi, nay là thấy về buồn nè, không có vui vẻ như mọi người chung. Nay Khương Dừa không có dám ghẹo ngoại Khương Dừa nữa. Ngoại có đừng có buồn, cậu hai nói chung được tuổi đó là cũng mừng rồi, 72 rồi mà mình cũng biết bệnh, mình cũng biết rồi, bác sĩ cũng nói qua khỏi, mình cũng chuẩn bị tâm lý rồi ha. Buồn không nói chuyện nữa hả? Hả? Nói chuyện bây giờ buồn không quý vị dạ? Thấy giống như mẹ mà tiễn con mình, mẹ ba mẹ lớn tuổi thì không sống với con cái được thì đó là chuyện bình thường, còn này con cái mà đi trước cha mẹ buồn không ạ? Giờ còn có dì ba, cậu tư thì mất rồi, dì năm, dì sáu, mẹ con, dì tám, dì cụ, tám người mà giờ còn 6 người. Buồn quá. Sao ngoài mang uống gì vậy? Không nói hả? Chán ăn chứ vừa đấy rồi bỏ ăn luôn à? Sáng lúc vậy. Hả? Căng không có căng không? Có. Không chịu. Cái đó không có bên đây.
Trời ơi, xài cái khăn gì vậy? Là con khăn đỏ. Con rồi mình cố gắng mình làm dư ra để mình lo cho cha của mẹ, cha mẹ rồi lo cho ông bà nội bà ngoại. Quý vị khán giả cũng hay thắc mắc là hỏi sao nhà của ngoại vừa nghèo quá mà Khương vừa không có giúp để xây. Nhưng mà tại vì Khương vừa nghĩ là tại vì ngoại thì có nhiều người con, tại ngoại thích ở trong Úc, ngoại có Úc với lại mở Úc rồi với mấy đứa em của Khương vừa cũng là những người khỏe mạnh làm lao động bình thường thì cứ làm thôi, cái đó là chuyện kinh tế. Còn quan trọng là Khương vừa có về, Khương vừa có giúp có cho ngoại được cái gì hay không, quan trọng là vậy. Nên Khương vừa nghĩ là thôi thì Khương vừa nhiều khi Khương vừa nghĩ là để thôi, để mọi người phải cố gắng làm. Gì không, cái gì vậy? Không mà ngủ nó còn. Nên Khương vừa nghĩ Khương vừa thì lo cho ngoại là được à. Nay không có ẹo ngoài nữa, nay buồn không ghẹo nữa, mà gán ăn đi, không ăn là xỉu đó. Còn cậu Tư mất cũng buồn nữa, cậu Tư mất cũng buồn. Đó có một mục giờ tới cậu hai được không? Chưa bị ghẹo quá hả? Buồn quá. Chỉ có gán ra thì gán lên để mốt con dựng thăm nữa. Không phải buồn quá anh vậy? Cứ vừa không quen. Tôi vừa không quen thấy cảnh ngoại buồn vậy, tôi vừa là cũng ông vui vẻ, tôi vừa thích ghẹo ngoại lắm mà tự nhiên nay nó ngoại buồn quá, biết là buồn rồi đó. Nhưng mà ngoại cứ nghĩ là giống như cậu hai cậu đi làm ăn xa đi ha, đừng có buồn nhé. Buồn giờ sao, còn mấy đứa con nữa, mình phải gắng cố gắng sống khỏe để còn có mấy đứa con còn lại, còn mấy đứa cháu nữa. Chín mươi lăm tuổi rồi mà, 95 tuổi mà con cái là cũng 60 mấy 70 rồi 70 mấy rồi, lớn tuổi như vậy. Kiểu nó không có đi ngang đây không?
có thăm con hôm hai thì con dẫn đi hả? Chiều đi ha, chị đi ra ngoài uống xỉu nha. Nhưng mà ai lúc còn hai mất ai báo ngoại biết hả? Hả? Ai? Đứa nào? Không nhớ đứa nào nữa. Giờ tinh thần nó giống như là nó không được ổn định rồi. Cậu có con cái cũng thương, cũng về cũng chăm lo cháu rồi mình về đầy đủ, chuyện là cũng mừng rồi. Nhà cửa rồi giờ cũng đề hoài, con cháu rồi học hành được, cũng được. Mừng rồi, đỡ mình cậu ngoại phi ngoại đừng có buồn quá, để con hai con đi phải không? Đi để cô siêu thoát. Đời người mà người ta nói 60 năm cuộc đời, còn 26 được cũng sống được 72 tuổi là cũng mừng rồi ha. Cũng không phải là kiểu có cậu Tư thì cậu Tư mất hơi sớm, buồn. Thế chiều chở ngoại ra ngoài ha. Muốn đi lúc mà cậu hai của Phương vừa bệnh, Phương vừa về thăm ngoại, cũng muốn đi ra ngoài để thăm, mà xong rồi đi ra thì thấy cái gì, cái khóc khóc, mà ngoại không khóc nha, mà cậu hai cũng khóc, thấy bà ngoại ra mà cậu hai cũng khóc, mà đi đó, nghe mất thì cũng muốn đi ra ngoài mà mọi người cũng cho đi, sợ ra ngoài rồi xỉu, không cũng ra ngoài, mà ra ngoài đúng rồi đưa ngoại chịu không nổi, như giờ đâu còn khóc được nữa, khô nước mắt nữa. Đó, không? Giống như ngoại Phương Dừa, cậu hai của Phương Dừa vậy đó, giống như ba mẹ của Phương Dừa đó. Sống ở quê mà nó cực lắm mà. Xong rồi đi làm, lúc nhỏ đi làm có gia đình thì cực khổ. Xong rồi tới 60 tuổi rồi, giống như ba mẹ của Phương Dừa cũng 60 tuổi bắt đầu con cái nó mới đầu có công ăn chuyện làm ổn định, bắt đầu có về thăm nom rồi cho tiền cho bạn nó đỡ. Mặc quần áo thì xốc xếch đó vậy, không nói chuyện gì chứ, buồn quá à, mà không nói chuyện chưa hả? Cậu hai nói chuyện cậu hai đi. Hai đó làm sao? Hồi đó về đây mà còn hai, cậu hai giữ cũng giống như là kiểu cậu đàn ông đúng không ạ? Nên không có gần gũi như là mấy gì, không? Có hiếu không? Ngoại có hiếu gì đó? Thì có hiếu, có thương ngoại. Có cái gì cũng cho ngoại, tại ở quê mà quý vị giả ở quê là nhà sát sát nhất thôi mà. Ổng là đi là có cái gì là người cho ngoại. Cảm hay vậy? Có gì cũng cho ngoại hết á. Mà có hiếu gì đâu. Mà hiếu sao? Có đồng bạc như đưa hết, không bao giờ đưa vợ đồng bạc. Có tiền như đưa ngoại hết hả? Không đưa ngoại, đưa vợ đồng bạc không hả? Không đưa đồng không. Trời ơi, hồi nào bắt đầu đưa thì nào? Hồi đi lính á. Đi lính có nhiều tiền cho ngoại hết. Để ngoại nuôi mấy đứa con. Để coi, còn hai đưa tiền để nuôi mấy đứa em. Giờ cũng nghèo. Mới khá mấy năm nay à. Mới ở quê, mới làm kiển làm giống được khá mấy năm nay à. Giờ khỏe rồi. Giờ khỏe rồi. Mà đâu có hưởng phước được đâu. Đâu tới chừng có của ăn của mặc rồi có tiền có bạc rồi đâu có xài được đâu. Không. Bởi vì nếu như ngoại nè,
giờ mà con chơi, con có dẫn ngoại đi chơi, đi đâu ăn uống cái gì ngoại cũng đâu có thấy ngon đâu, mà giờ đi chơi ngoại cũng đâu đi nổi đâu, đúng không? Con cháu thì nhóc, cũng có đứa nghèo đứa giàu, cũng có đứa nghèo đứa khá, nhưng mà bây giờ đâu có đi được đuôi gì vậy, đi máy bay rồi sao? Nhà mới đi chân đất, đi chân đất cái móng thương đất. Chắc cái clip này là cái clip Khương Dừa nó buồn nhất quý vị không dạ? Thì Khương Dừa thì thường Khương Dừa hay về chọc ghẹo ngoại, hay nói chuyện vui, mà Khương Dừa muốn quay cái clip này để Khương Dừa chia sẻ cái nỗi buồn của bà ngoại, để lại bà ngoại làm kỷ niệm, với lại Khương Dừa muốn quay để lại mấy con cháu đi xa mà không về được đó. Con ngoại với thấy ngoại buồn quá không nói gì nữa. Ăn mặc cũng đơn giản nè, số ngoại cũng cực đó. Thôi giờ chào tạm biệt quý vị khán giả ha. Tạm biệt quý vị khán giả. Chia buồn với ngoại nha, quý vị khán giả chia buồn với bà ngoại của Khương Dừa nha. Khương Dừa lớn tuổi rồi. Bây giờ phải nói chung là con mất. Đi đâu? Thôi đi đi. Chào tạm biệt quý khán giả.